Ông thu xếp hơi lâu ấy nhá. Thì bắt đầu từ lâu rồi. Ê, xin chào, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Hoàng Béo. Tất nhiên tôi là Hoàng Béo. Đã một khoảng thời gian rồi tôi không quay video, rất xin lỗi. Thực ra mới có 7 ngày thôi. Nhưng mà bởi vì đợt vừa rồi tôi đi chơi rất nhiều, nên là tôi không ở nhà, tôi quay video mới. Tôi bảo tôi lười, tôi rất xin lỗi. Thế nên là ấy, tôi quyết định là tôi chờ đến ngày hôm nay khi mà một để cái siêu phẩm này nó ra mắt thì tôi mới quyết định là tôi chơi lại, là tôi quay video tiếp. Và chào mừng tất cả các ông đến với The Plague Tale Requiem. Có một điều tôi phải chia sẻ với các ông như này, đấy là ấy, cái phần đầu tiên Plague Tale Innocence tôi mới chơi được. Chắc là tôi chưa chơi được bao nhiêu đâu, nên là ấy, khả năng là nó sẽ tôi mới chơi được nửa game, tôi sẽ chơi hết được game, nên là tôi sẽ khó để hiểu các cái game như anh em đã chơi hết phần đầu tiên. Có gì công thông cảm tôi nhé. Đó rồi, chúng ta vào game nào. Công tôi chỉ nhớ đó là ở phần đầu là cái gì nhỉ. Tôi chỉ nhớ ở phần đầu thì bố mẹ của Hugo và Amicia chết đấy, các thứ bla 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 đấy, và trên hành trình mẹ tìm hiểu về cái dịch bệnh bla bla các thứ đấy, thế thôi. Còn như nào thì tôi chưa hết, là tôi quên, tôi nghĩ là tôi nên dừng ở đấy thay vì xuyên tạc một cái gì ra về tựa game này. Thì tựa game này về cơ bản là tựa game giả lập chạy trốn khỏi bầy chuột đấy, nói thế nhưng là không biết game gì rồi. Bởi vì nhiều người cũng đã chơi tựa game rồi, game này rất nổi tiếng. Đó. Còn vậy nên là tầm này chúng ta còn chần chừ nữa thì mà không vào game luôn nhỉ. Here we go. Độ khó. Ui giời, hát. Không chơi hát đời không nè. Voice language English, đương nhiên text language English đương nhiên rồi. Display subtitle. Yes. Subtitle English. Yes. More setting nào. Hát các thứ. Em còn thêm gì nữa không? Đó, hát rồi. Ok, đặt vào game nào. Wow. Giờ thì sập thuyền rồi. Rồi, mô típ quen thuộc của game này. Chương 1, Under the New Sun. Dưới một ánh mặt trời mới rồi. Game này như của Focus Entertainment đúng không? Cung điện nước Pháp. Alright. Tháng 6 năm 1349. Hắn ngay đằng sau kìa, Amicia. Hắn đang bắt chúng ta đấy. Chạy nhanh, tiếp tục chạy đi. Hắn nhanh quá. Chúng ta sẽ làm được mà. Ôi không, cái tòa tháp. Oh shit, cái gì vậy? Hắn đang tới. Bloody brambles. Better. Yes. You're going too fast for me. Này, hai người nhanh vào đấy. Này, bị bùn thủy bắt chúng ta đi. Từ từ nào. Em làm kẻ thù của chúng ta mệt mỏi đấy. À, tháp kia đi. Doesn't he ever get tired? Thằng lắm không bao giờ thấy mệt à? Thằng kia tôi quay lại đi học không? Nào, chúng ta có một chuyến hành trình dài ngày hôm nay đấy. Làm ơn mà. Mẹ đã nói rằng hãy cố gắng để làm thằng nhóc kiệt sức. Hãy dũng cảm lên, vị pháp sư. Ok. Mẹ cậu sẽ hỏi xem chúng ta đang ở đâu. Đó là một con đường dài. Bước dài trở lên. Ok. King Hugo. Wow. Amicia. Nhưng mà cái công
Tôi biết các ông đang nghĩ gì. Dạ thế. Đây là từ từ. Nhưng mà theo như tôi biết thì trên console thôi nhá, còn PC thì không biết. Là cái như trên console bị lốc 30 hay sao ấy. Nghe đồn thôi. Nhưng mà tôi không dám khẳng định nhá. Nhưng mà chắc vẫn 60 thôi. Mẹ, chắc tôi lại nghe tin vịt đâu đấy. Hay nói thẳng ra ấy, máy tôi phế quá. Trời, nó chỉ có thế thôi, các ông thông cảm. Đấy. Wow, look at that. Một lâu đài. Hãy đến mà xem nào. Rồi. Time to run. Đây RT chạy như mọi khi. I'm sweating like a hog. It's good for you. I like your new home. Cái nhà mới của em đấy. Đó là một cái lâu đài mà. Rồi 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 rồi. Look at the perfidious invading my castle. Look at the perfidious invading my castle. I'm going to turn you into a beetle. Hãy biến người làm con ong. Amicia hắn mạnh quá. Chúng ta phải trốn thôi. Rồi rồi. Ta sẽ đến 10. Rồi ta sẽ đi săn người. Vua Hugo. Amicia the Amazon. Đương nhiên rồi. Now. Come, Amicia the Amazon. We have to find a good hiding place. Trốn. Trốn Lucas. Quick. Don't forget to breathe, my king. Chơi trốn tim đây. Yes, he's coming. Chơi trốn tim ạ. Rồi. Lucas, Không, đây. He's horrible. Rồi. Ê, đúng rồi, vào đây. Gậy ông đập lưng ông. Ê. Are you there? Where could you be? Hai người đang đâu rồi? You know what? We should hunt him too. Chúng ta nên đi săn cậu ta ở không? Đi. Đi. Giữ ích để dọa Lucas. Đúng rồi, đây, đi. Chuẩn bị này, 3, 2, 1. You're so scared. Fair enough. Được rồi. Well, I'll get back to studying. Quay trở lại học bây giờ. Lucas. Well, if I want to become an alchemist, muốn trở thành một thầy thuốc được không thì nên học phải không? Anh là một thầy thuốc mà. All right, go and study. We'll stay a little longer. Học trò mẹ thôi. Rồi đi học thôi. Right. Goodbye. Come. Bye. Hãy nhìn phần còn lại của lâu đài. I'm glad Lucas stayed with us. Em vui nếu Lucas ở lại chúng ta. Chúng ta ok. Rồi bây giờ đến chỗ lâu đài. Lâu đài nó ở đây đúng không? Ê, các ông biết làm thế nào để có thể treo tầng đá được không? Tất nhiên rồi, nhưng mà đừng có ngã đấy. Không có bao giờ ngã đâu. Rồi, chắc chắn rồi. Đúng rồi. Đức vua Hugo leo lên bức tường vĩ đại nhất này. Vương quốc của em. Rồi sau đó Lucas tấn công. Đây phù thủy không nổi tiếng. Ra biển đây. Thực ra nó là một con suối, con sông. Thật là tuyệt đẹp làm sao. Vậy sao nào? Đây là nơi mà vương quốc của em đứng lại. Cái que này của mẹ. Amicia the Amazon. To bè của kẻ địch đang đến. Bọn chúng sẽ đang tấn công chúng ta. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Ok. Đứng phía trước không? Có đấy. Here comes the sorcerer's army. We'll save your land, my king. Đây đúng không? Úi giời.
biết một. Cái cơ chế này thì biết rồi. Only good magic. Bốn viên đá rồi, đúng ám hay. Có vẻ như không bị giới hạn ở đoạn này. Hello. Em vừa đi ngang qua nghe tiếng. Mày ném dây của chị. Em chơi với chị được không? Nhưng mà em lái. Em là Tony. Em sống gần đây. Được rồi. Được, chị là Hugo và Amicia. Em bắn không? Bắn không Tony? Tất nhiên rồi. Tớ là vua, chị tớ là đội trưởng đấy. Tớ sẽ bắn pháo nhé. Rồi, chiến rồi. Blah blah. Bạn ấy hết đá rồi. Cái này thì biết chơi rồi. Không cần hướng dẫn thêm phải không? Đấy. Chỉ cần có địch và ném thôi. Đông quá. Thì lỗi. Hey, calm down. You're starting to speak the devil tongue. There's devil tongue. Oh shit, hỏng rồi. All right. Give them the coup de grâce. Oh. Thật đấy à? Here's the cannonball. Hugo. Kiếm chỗ ẩn nấp đi. Úi. Vãi lìn. Rồi các cậu bé thắng đấy. Surrender accepted. Em nên đi bây giờ. Em muộn làm việc rồi. Cậu làm việc ở trang trại của bố tôi với anh tôi. Em phải đi đây. Tạm biệt. Cậu ấy tốt quá. Come along my king, the war is over. Đi với tôi nào, của tôi này. Hãy đi theo dòng sông này. Chiến tranh kết thúc rồi. Chị là một đội trưởng tuyệt vời. À, Tony tốt bụng thật đấy. Tự nhiên thôi. Em hy vọng có người bạn như cậu ấy. Chị biết mà, nhưng mà em sẽ được làm kết thêm bạn sớm thôi. Lâu đấy, không phải lúc này. Lúc này khác. Em biết nó mà. Chị biết đó. Chúng ta phải leo lên đây. Đùa là hơi. Chị nặng quá đấy. Sao em dám? Một ngày em sẽ có thể tự trèo lên được phải không? Đấy. Oh shit. Nhìn này. Cái lâu đài nó thật là rộng lớn. Nó to lớn. Chúng ta có nên tấn công nó không? Được rồi. George! Ông nào có em hay là có cháu sẽ hiểu mấy kiểu này, mấy trò này thôi. Nó khóa cửa, khóa chặt bên trong rồi. Bọn chúng nhìn thấy chúng ta đến rồi. Này, lối đi bí mật. Hãy đi lẻ lút vào trong. Nó một kế hoạch tốt. Em gái đấy. Chị thấy, cảm thấy sự độc ác bao quanh chúng ta. Nó hơi tối đấy. Đi nào, Eagle của tôi. Bọn chúng không ngờ chúng ta đang đi vào đâu. I'm with you. Don't worry. Chị đi với em mà, đừng lo lắng. Oh, I think the sorcerer's men are close. Chị nghĩ là người của lão phù thủy ở gần đây đấy. Ôi trời. Are you hurt? Em bị đau không? No. Đúng không? Nhưng mà em bây giờ em muốn quay lại. Chị đồng ý. Hôm nay thế này đủ rồi. Chị Amicia, ở đây có đồ ăn và quần áo. Có người, mọi người sống ở đây. Chắc họ nghe thấy tiếng chúng ta. Bây giờ hãy cẩn thận. Chị ngửi thế không? Có mùi cái lò. Úi dồi ôi, lò thịt. Cái này là lò mổ thôi các ông ạ. Ok. What? It's all burned. It's recent. Cháy hết à?
The beehives. But why? Tổ ong. Tại sao mấy cái tổ ong bị đốt? Chị không biết nữa. Let's be discreet and get out. Nhưng mà tốt nhất là rời khỏi đây đã. Mấy cái tổ ong bị đốt hết. Wow. Ui, này, sắp sang đây là mịt mù rồi. Có thể đó chỉ là một cái tai nạn thôi. Mọi người đâu hết cả rồi. Đi lỗ này, đương nhiên. Đương nhiên là không đi lỗ này. Xem nào. Rồi, chúng ta xuống đây. Đi lỗ này. Ok. Rồi, cutscene, cutscene. Chị Amicia. Hey. Này. What's going on? Có chuyện gì vậy? How many of you are there? Wait. Chúng mày có bao nhiêu người? Chúng tôi không muốn ý làm phiền đâu. Chúng tôi ngã ở đây vì tai nạn. Nói dối. Tôi thề tôi không biết chuyện gì ở đây. Nhưng mà chúng tôi không liên quan gì cả. Nói dối. Ui. Bố mày làm gì đâu? Bố mày có phải trộm đeo đâu? Đấy đi. A đúng không? Đúng rồi, chỉ có A thôi. Bố mày có làm gì đâu? Alo. Đi đi vào đây nhanh. Bố mày có trộm lò nhau. Vào cỏ. Đúng rồi. Ui. Làm ơn hãy khoan hồng. Ui rồi ôi. Ui rồi ôi. Đi mò đi tài. Chuyện mà thiệt. Đó lý do các kẻ chúng ta chắc chắn bọn chúng không quay lại. Mất hai ngứa. Một gái một trai. Ở trong cỏ. Chúng ta phải trở lại đây của đây thôi. Bọn chúng điên mẹ hết rồi. Oh shit. Where should I go? What a mess. Giờ có đi đâu này đâu? Chắc là được. Yes. Từ từ bình tĩnh. Không chán được rồi. Thôi. Qua. Chúng không nhìn thấy ta đâu. Matthias, đến đây. Thì có Granddad. Oh. Sao lại Granddad vậy? Looks bad. Dad will be back from the market any time now. Yes. Watch over him for now. Where should I go, bro? What the? Tôi đang không biết là find a way out castle nhưng mà vấn đề là đi đâu nào bây giờ. Đằng này cũng có một lối. Có thằng kia tôi chụp. Này mình thấy. Tới gom chờ tí nhá. Ok. Đã trở lại rồi các anh em. Rồi có điện thoại không? Nhưng mà vấn đề là đi. Đây anh ơi. Chắc không mình thấy đúng không? Không nhìn thấy. Ok. Chúng ta phải trốn đây. Chúng sẽ đang đi tìm chúng ta, chúng ta phải đi tiếp thôi. It's a bloodbath. It's a blood. What? Bể máu. There may still be some of them around. Go help the others. Shit. I don't feel well, Matthias. Ta không thấy ổn, Matthias. Để quan tâm. Whatever. I'll handle it. Từ từ tĩnh nhá. The last time you'll find it. Tumba. I tell you, you don't have to kill all of them, you lunatic. Hand throw it, okay. Goddamn work. Tumba, đúng rồi.
Someone need to get out of here. Okay. Is someone still hiding? Go away. Let's be quick. Rồi, check đi. À, đứng ra đây. Who was that? Stay away. Every true. À, nhà quê thì xin lỗi. Đây, bình tĩnh. Mình phải ném vào đấy, nó ra kia. Xong rồi đi thẳng vào trong cái đồng kìa. Đừng bóng. Matthias. It's... Whatever. Chưa có tung bóng. Cứ đi ở đây ạ. That toolbox, it'll make a noise. It's the last time they'll come here. I tell you. You don't have to kill all of them, you lunatic. Just needed goddamn work. I need to. Is someone still hiding? Không biết. I don't know. Chạy nha. Ui, nothing here. Nó đứng nothing here. Đúng rồi, đứng nothing here. Here I go again. Đấy, đừng có nothing here. Bye bye nhá. We get back to the car. We get away from this place. Mommy will be so angry. We just won't tell her. We'll leave as soon as we get to the car. Anyway. Thôi rồi. Why is this little shit now? This is all on you. We're going to have to climb up quietly. Chúng leo lên. Leo đâu? Leo đâu bro? Ê, nơi mà Tony sống. Nó cứ leo lên đúng không? Đây. Cứ leo lên thôi. Lên. Đúng rồi, nhanh nhanh thôi. Đi, nhanh. Rồi, ok. Và vào cỏ tiếp, đấy. Lăng ba đi bộ. Đây. Đúng rồi, đấy. Đấy, bò vào đây, đấy. Chẳng lý đấy, bò, đấy. Chờ. Đi đây bạn ơi. Cảm ơn nhá. Đi. Rồi, đi. Kinh vãi luôn. Ai đấy? Éo gì đấy? Nhanh. Đi chắc rồi. Đấy. Bố. Hắn suýt nhìn thấy chúng ta rồi. Yes, we have to be. Bây giờ chúng ta phải cẩn thận hơn. Không nhìn đây. Đây, chúng ta lên đây. Ui dồi ôi, đông thế. Chúng ta phải đến cái chỗ cánh cửa. Bây giờ chị sẽ cần làm đánh bằng hướng hắn. Tony néo đâu rồi? Probably hiding somewhere. Đấy là hướng là gì? Let me see the bolts. The bolts. Đây. Quen thuộc. Mấy cái lọ. If I throw it behind him. Ném bằng sau thôi. Đây. Tháo cái gì ơi, tao cảnh báo mày. Đi kệ mày mấy. Saints protect me. Ok. Chỗ này. Shit. Please tell me this is our way out. Yes. À, tao phải đây, đường ra đi, đúng không? Đường ra. Đây. No, they've locked. Éo khóa rồi. Có đường khác không? Đây, có cái lỗ ở đây. Đây, đi qua đi. Hugo. Em đi cẩn thận đấy. Chị đừng lo.
Đừng để bị phát hiện. Come on, Hugo. Nào nào Hugo. Nặng quá là. Mà chị mở rồi đấy. Rồi, làm tốt lắm. Nhẹ nhàng mà nắm kẽ thôi đấy. Bọn chúng đâu rồi? Bọn họ đã, bọn chúng đã tìm thấy Tony chưa? Chị chả biết chúng ta phải đi rồi đấy. Chúng ta không để bọn chúng làm đau khổ. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi bọn chúng giết chúng ta. Nhưng có thể bọn họ sẽ giết cậu ấy mất. Để tự nào. Tầm này cứ chạy đúng không? Cổng này. Uầy. Chuồng lợn đi. Làm ơn dừng lại. Mày là tội lỗi lớn nhất của bố. Tao sẽ sửa nó. Hugo. Who are you? We got lost. Mày là ai? Just let the boy go. Chúng tôi bị lạc, chúng tôi đang rời đi. Hãy để cậu bé đi. Nghe chưa Remy? Are you with the thieves? No. Bọn mày là một cơ không, bọn tôi chỉ mới đến thôi. You have no right to be here. Chúng mày đéo phân sự gì ở đây cả. Mày xử lý đi Remy, đừng làm tao thất vọng. But the boy. Nhưng mà thằng nhóc. He's the right age to learn. Nó đủ tuổi để biết rồi. You don't want to do this. Mày không nên đến đây. You talk too much. Các anh không muốn điều này đâu. Ui rồi. Úi giời ơi, quick time event. Bỏ chị ấy ra, au. Sao mày tát tao? Hugo. Biết là làm gì đấy. Đúng rồi, sức mạnh của mày. Tôi đã nhầm. Không có gì xảy ra cả. Có thiết bị nhốt đâu đây? Alo. Chị Amicia. Mỗi Hugo rồi. Don't hurt me. Đừng làm hại ta. Đừng nói giờ mình quyền điều khiển Hugo nhá. Chúng ta đang ở đâu vậy? Ui. No. Thôi rồi lại nữa rồi, lại nữa rồi. Mình cần sự giúp. Ô điều khiển Hugo thật không ạ? Aileen. Okay. Mày là sinh vật tính nhất đấy không? Đúng không? Amicia đâu rồi? Đây đây, đi theo con chim. Ui dồi. Thở đều. Where are you going? Mày đang đi đâu vậy? I need to go back. Mình cần phải quay lại. I need my sister and my mommy. Mình cần chị mình và mẹ mình. Nhưng mà em ơi. Cái gì vậy? Tôi vừa thấy cái gì nháy màn hình. Có thể bọn họ phải đi ở bên này. Quái gì đấy? Wow. Nơi này là nơi nào vậy? Amicia. Mẹ. Hay Lucas. Mọi người đâu hết cả rồi.
mình cảm thấy tệ quá. Ôi ôi ôi. Ghê. Nào đừng ôm đâu. Đau quá. Đi tiếp đi, đi tiếp đi. Chạy được, chạy được, chạy được. Làm ơn. Tôi đã làm gì lên tội đâu. Đừng gào thét nữa mà giúp tôi đi. Hãy giúp tôi. Đừng chạy nữa. Giúp tôi tìm họ đi. Giúp tôi đi và. Not that. Leave me alone. Dừng cái tiếng gỗ này đi, làm ơn. Ôi xong. Dậy được không? Dậy được. Ngươi muốn gì? Ngươi ồn ào vờ lờ. Rồi rồi rồi, bố mới đi cùng. Được chưa? Ôi tôi xong rồi. Gì đấy? Dying. Mình không muốn chết. Thôi đến đây là mẹ một sự cố gắng. App Focus Entertainment present Black Tail Review. Chúc mừng bạn đã hoàn thành game. Rồi đây. It's going away. Còn nó biến mất. What? Tay 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 tay. Liền chưa? Thế nước. Thank you. Mày đã cứu tao, cảm ơn. Can I come back here? Or with someone? Tao có thể trở lại đây với ai đó, với một người khác không? Vậy? Đúng là chắc không biết là cái này mới hay là mẹ mình phải chơi trước phần Innocent. Hiểu thêm điều gì không? Vâng, và cậu ấy đã tỉnh dậy rồi. Look who's awake. Xem ai vừa tỉnh dậy này. Em ngủ ngon chứ? Em vừa mơ. Chúng ta đang ở đâu vậy? Không phải đừng nói lại giấc mơ ở đảo hoang nhé. Em bị ốm và sau đó là một con chim to lớn đã cứu em. Nhưng mà chuyện gì xảy ra với Amicia? Chúng ta đang ở trong trại. Em cảm thấy mệt mỏi nên là chị đưa em quay trở lại đây và em ngủ mẹ lắm. Em thiếu ít thiếu muối thôi. Hôm một chuyến đi dài Hugo, chúng ta đều mệt mỏi. Nhưng mà là thành phố. You know we're going to meet a great alchemist there. From the Order. They know the macula very well. They've been studying it for centuries. Yet they didn't come to help us in Guyen before we had to flee. They didn't know the Inquisition would come after us. They are ready to welcome us now. Họ sẵn sàng để chào đón chúng ta. Ai hy vọng là họ sẽ có thể chữa trị được cho. They will. The macula is not just in Hugo's blood. It concerns everybody. Nó liên quan tất cả mọi người. Nó có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Cái dịch bệnh trong người Hugo đúng không? What's that? Cái gì phía trước kia? I don't know. Be careful. Không biết nữa. Hãy cẩn thận. Let's see. Hello there. Xin chào. What's going on? Có chuyện gì vậy? We're looking for a boy and a girl. Tôi đang tìm kiếm một cậu nhóc và một cô gái. Bọn chúng làm gì? There was an argument and men were slaughtered. The younger brother witnessed it. Oh, that's horrible. I hope you find the culprits. Oh, I do too. The boys are my nephews. Cậu bé. We need to leave. Mẹ, ta cần rời đi. Yes. Sorry. We still have quite the road ahead of us. Hello. We won't take long. Kiểm tra, ok. Tra đây. The boy, it's them. Thằng nhóc, bọn chúng. Ui, cười bỏ mày. Đuổi theo xe cát. Đừng để con bé thì sẽ mất. Nó tuyệt, con mẹ mày thề luôn. Bàn tay của mình vẫn ở trên. Ồ,
Ow. How the fuck? Mày bắn dây vào lần trên... dây vào trên xe. My sling. Oh, it's still in the cart. Move on. Stay still. She must be still around. Open your eyes. Let's extend the search to the fields. Yes. Biến đi, biến đi, biến đi, biến đi. Ra có lịch. We got company. The guard. They need you. Hugo needs you. All right. It must have gone down the hill. Đây xuống. Đây, 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 đây. Careful. Rồi, 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 rồi. Let's try cutting off their heads. We'll call a priest if we must. Keep going. If you die, they die. If you die, they die. Well, chết lý. Đợi nè. It's them. They must be around. Đúng rồi. Bye. Chào nhá. Chào, 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 chào. Chào. Chào tất đại. Em đi ơi. Think I won't find you. Coward. Coward. Ok. Bố mày không có vũ khí. Thôi bố mày bó. Mang cái gì đâu mà luộc. Đúng rồi, thoải mái đi. Chào nhá. Đây, 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 đây. Quái gì vậy? Mày giết con trai tao rồi. Ui, đồ cồn quá. Thật đấy à? Không. Trời. Ngôi nhà, ngôi nhà. Đây, 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 đây. Trèo vào. Mẹ, tay, tay tôi sờ ngay phím A rồi. Chỉ cần bấm thôi. Oh, shit. Ừ, xem ai chết trước nào. Đây 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 đây. Come on. Bê 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 bê. Rồi. They're alive. À tiếp, à tiếp. U u. Xe 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 xe. Mày bắn. Dây bắn. Dây bắn, dây bắn. Mày, mày. Mày. Còn ba ở gần. You got intruder. Bastards, you had to come back. Mày, thằng nào không có giáp là mẹ cứ một thoát vào đầu. Mày, xin có gì nào? Oh, I live. Ngay ngọt giáo không ạ? Chơi! Ồ, cháu này ấm giáo này. Mày! Đi đâu? Thôi bò 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 lên bò. Ui, tôi kết định còn. Không. Đừng ném, đừng ném, đừng ném. Con. Bạn ấy cho hỏi né kiểu gì? Hay là ưu tiên ném trước?
ưu tiên bắn trước. Cái rồi, bạn nhất, bạn là nhất. Úi ôi, tí tí. Tôi nhớ là một thằng bắn bên phải đó. Đây này, phía trước. Một phát vào đầu. Đó, một thằng nữa, check 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 check. Đấy, biết ngay, mà nháy nháy biết rồi. Ném dao, ném dao, ném dao, ném dao. Còn mẹ nhờ. Ơ, giờ đá, bắn đá vô hạn à? Ngon. Rồi, đây là lock here. Kìa. Hạ luôn. Mày. Cái gì nhỉ? Chết thằng này chưa? Chưa. Chạy, nè. Có khe ở đây không được. Nó đổ xuống rồi. Mày. Còn ai không? Chạy tiếp. Chạy đâu thì không biết. Can I jump? No. Đây. Đi. Qua đây. Nhìn đâu đây? Mày. Còn mẹ. Thì mọi người đi chạy đâu. Còn mẹ mày. Đây. Rồi, anh em lấy hết rồi. Hugo. He's still breathing. It's a shock. Nó vẫn còn thở. Đừng lên. Nào đừng nói lại cái dịch bệnh nhá. It's over. Kết thúc rồi. It's all right. Ổn rồi. Ok, chương 2, người mới đến, Xbox. Newcomers. Những kẻ mới đến. Uầy, chẳng lẽ thế. I can't believe we made it. Con không thể tin được chúng ta đã làm Are được. Nice.
Mọi người ở đây có thân thiện không đấy? Nobody will attack us here, Hugo. Không có ai chúng sẽ tấn công chúng ta ở đây cả, Hugo. The protection of the Count of Provence. Count of Provence. He's a very powerful lord. Ông ấy là một vị chúa quyền năng. Có phải nói rằng nó thực sự là tuyệt đẹp. Sure the alchemist is waiting for us? Chắc là thầy thuốc đang chờ chúng ta không? Magister Vaudin đã nói với mẹ. Ông ấy đã chuẩn bị ngôi nhà chúng ta. Cả một ngôi nhà sao? Đúng. The order is very old. Lãnh chúa đã mất rất già rồi. Còn họ sở hữu những ngôi nhà và nhiều hơn thế nữa. Còn họ xây dựng cho mẹ một cái phòng thí nghiệm cho mẹ ấy. Thật tốt khi họ cho chúng ta một căn nhà. Bởi vì con là người quan trọng với bọn họ. Would His Majesty allow us to enter the city by his side? Đức vua không cho phép tôi mời đức vua đi không? Your Majesty. Là một phụ trợ. Đây, rồi chúng ta một phụ trợ. Go take a quick look with him. Thank you. Đi theo dõi nhóc đi. It has a phoenix weather vane. Phoenix weather vane. And be very careful. À, hãy thực sự cẩn trọng nhé. Find anything you like? Em tìm được cái gì mà em thích chưa? Em thích tất cả mọi thứ ở đây. Đi nào. Có nhiều thứ khác mà chúng ta cần phải đi tìm. Uầy. Where do we start? Chúng ta bắt đầu từ đâu bây giờ? What do you want to see? Em muốn nhìn cái gì bây giờ? Tất cả mọi thứ. Ra đây cố gắng nào. Well, nó như nào nhỉ? Game này vẫn nó vẫn cho tôi một cảm giác mẹ mày. Thơ mộng vai lái thể, tôi thích rất thích mấy game có bối cảnh kiểu như này nhá. Trung cổ ấy. Các thứ. Ui. Nhìn bị nghiện. Chắc nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta sẽ tiếp để chương tiếp theo ở tập tiếp theo ở tập sau thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ dừng video ở đây. Ok, rất cảm ơn anh em đã theo quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Và thực sự lâu lắm rồi, thực ra cũng không trả lâu lắm, thực ra một thời gian rồi mới lại cảm giác là hào hứng lại khi chơi game như này. Đó, thì hy vọng là chúng ta anh em sẽ ủng hộ cái tự game này để tôi có hứng thú ra tiếp những video tiếp theo. Ok, nếu anh em thấy thích cái video này và tự game The Plague Tale Requiem, hãy có thể cho tôi một like video hoặc một share video bất kỳ nơi nào mà các anh em mong muốn. Ngoài ra nếu anh em chưa làm có thể bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để mỗi 8 giờ tối hàng ngày trên kênh Charlie là các anh em sẽ có video mới để vào xem luôn. Ok, lâu dài như vậy là đủ rồi và tôi sẽ hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo. See ya.